Cũng chào mọi người buổi tối ở Việt Nam thì buổi tối an lạc, hạnh phúc. Sau đó sau chương trình thì đi ngủ, có giấc ngủ ngon lành nha. Nó còn tham gia thì chủ đề hôm nay là cái gì thì mình cũng hãy chưa nắm rõ nha. Thôi trong mình tham gia mình nghĩ tới đâu mình nói tới đó nha. Nghĩ cái gì nói tới đó. Thì cái lý do thứ nhất là mình không lên Facebook được, với Facebook mình bị mát nó đi ra có 7 ngày, còn 2 ngày nữa mới được hả? 2 ngày nữa mới được hả? Thế nên chỉ có vào cái stream chat này được, chứ còn bên Facebook mình không có like, không có thả tin, thả like, không comment gì được hết, không chia sẻ gì. Có nhiều bài anh em đăng hay lắm, nhưng mà mình cũng không làm cách nào được tại Facebook. 2 ngày nó mới được trở về. Mai anh có cái chương trình trực giác đây thì vào được chút thôi, chứ còn lại những cái trực tiếp trên Facebook mình thấy nhiều bài hay lắm, nhiều cái cũng bức xúc nhưng mà cũng không biết làm sao hết. Thì cái lý do mình bị khóa là vì hôm trước mình vào cái trang của con ba que Ngọc Hứa đó. Ba que Ngọc Hứa cái con ba que Ngọc Hứa nó nói cái này thế kia, mình lại cái thằng Mark cho mình đi liền. Cái thằng Mark thật ra nó cũng ba que, cũng cái câu cầu hôm đó mà mình coi lại nó khóa mình. Cho nên là hiện nay mình về bên Facebook là mình thua, nhưng mà mình cũng có nhiều mình muốn ủng hộ, em muốn like, muốn tham gia cho mình mà thua. Nên hôm nay thì lên đây chút thì cũng tranh thủ thời gian thôi. Thì cũng kể lại là hôm trước bị khóa là bị như vậy. Thế còn nói về ba que bên này, nhất là cái đào minh, cái tổ chức đào minh quân thì thực ra mình lên mạng mình thấy to tát, chứ còn ở trong này cũng có mấy số ba que đang nghe nữa ấy. Nhưng mà phải nói một điều thực tế thế này, mình thì đang ở Mỹ này, tại mình lên Facebook mình thấy nó ghê gớm lắm, chứ còn bên này người Việt ở ngoài đời này, mà những người mà có công ăn việc làm, người ta có ở bên đây gọi là business, có công việc, người ta chả quan tâm gì, mà thậm chí người ta có nói đồ cái bọn làm rùi, chuyện rùi bao, bọn làm chuyện sàn, chả ai tin cả mấy cái tổ chức đó. Cái loại mà đi tin vào những cái tổ chức mà người bên này, người Việt bên nào mà tin vào tổ chức là những cái loại vô công rồi nghề, không có công việc ổn định, thậm chí là đi ăn trợ cấp. Chứ còn những người mà có công việc thì người ta đâu có thời gian nhiều để người ta đi lên xàm những cái chuyện đó đâu. Ngay cả những cái thằng Đông Tà trước đây, cách đây hôm tháng 5 nó còn bảo tuyên bố là chính phủ của Đào Minh Quân tháng 7 sẽ về Việt Nam. Nhưng bữa nay chính thức Đông Tà cũng quay ra chửi Đào Minh Quân sập mặt rồi chứ. Rồi Nguyên là được phong đại tướng bác sĩ cái gì đó, cũng là được đại tướng nửa cũng có lại rồi. Bà Tề Lan Tề Liếc gì đó cũng nói bị lừa tự nhiên đó. Cho nên là hôm kia mình lại còn nghe con mụ già trong tổ chức Đào Minh Quân bây giờ vẫn nói một cái, mình kể lại một cái là để cho mọi người cảm thấy có ngực cười hay không. Là nó tuyên bố, nó kể lại, nó nghe chim hôm đó, nó nói là tổ chức Đào Minh Quân đã gửi về cho ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mà nó gọi là thành phố Sài Gòn, nó không thành phố Hồ Chí Minh, là để sửa lại Dinh Độc Lập. Để rồi đến ngày, cái ngày này ở trên thế giới có không, này là ngày 31 tháng 2 năm 2021, sẽ về tiếp, chính phủ của Đào Minh Quân sẽ về tiếp quản Dinh Độc Lập và tiếp quản chính phủ. Thế bây giờ dỡ lịch đến năm nào thì có cái ngày 31 tháng 2 thì... Không, đúng rồi, ngày 31 tháng 2 về đúng rồi, ngày 32 về đúng. Thì đó là ba quen mà hiện nay vẫn còn là tích cực cho Đào Minh Quân như vậy đó. Đó là đã trao cho đích danh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn sửa chữa lại Dinh Độc Lập để ngày 31 tháng 2 ngày 2021 sẽ về tiếp quản Dinh Độc Lập. Mà ông Nguyễn Thành Phong, mà ông Nguyễn Thành Phong ông là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, không phải phó chủ tịch. Thì đó mình đang kể lại nguyên văn của cái con mụ già trong tổ chức Đào Minh Quân á. Đến bây giờ vẫn còn không biết là có cái lịch mới nào mà 31 tháng 2 thì mình chờ, thì lúc nào có 31 tháng 2 không biết không. Đó là một cái nực cười. Để cho bọn mà
lừa đảo vậy mà vẫn có người tin, vẫn có người online ủng hộ. Này, biết bao giờ nhỉ? Đến lúc nào có 31 tháng 2, anh nào có cái lịch đó thì cứ công khai lên cho mọi người đấy nha. Tháng 2 có ngày 31. À, đó là một cái chuyện lực cười của cái bọn tổ chức lừa đảo như vậy. Chứ thực chất thì mình ở trên mạng mình xem thì nó ghê gớm, như bên này ngoài đời chẳng mấy ai nhắc nhở, thậm chí còn chửi ngược lại cái tổ chức đó nữa. Kể cả cái nick cái chi của ở Nguyễn Cường, cái chi Cường đó ở bên Pháp cũng chửi cái tổ chức Đào Minh Quân sập mặt luôn, ở bên Pháp có tổ chức Ba Que bên Pháp đấy, nhưng mà cũng quay lại chửi. Rồi bên nhiều tổ chức bên này cũng chửi Đào Minh Quân là một lừa đảo, chứ không trả to tá tiền. Nhưng có cũng có bây giờ muốn nói là nói những cái thành phần có cái bộ não nó không bình thường, mà nó không phải ở đây mà ở trong nước. Trong này có cái thằng mà ngày nào ở các cái live tôi cũng lấy, mà lúc nãy tôi cũng đã có comment nhau tại cái biết khóa rồi, ở bên mọi người có đọc được hay không, là cái thằng này cũng rất hay vào cái diễn đàn của Dương Vy, đó là cái thằng Kiên Giang. Cái thằng Kiên Giang nó lúc nãy nó nói là nên thay đổi chế độ hiện nay hay không, như thế nào. Thì nãy tôi có comment nói là thay cái đầu não thằng Kiên Giang lên đám cảnh trên trên đó thì được, không có thay có cớ thì thay đổi một chế độ. Người ta là thành công từ trước, từ ngày thành lập nước năm 1950 đến bây giờ thành công hết, từ mặt trận này đến trận khác, từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, đến ngay cả bây giờ mà biểu hiện rõ nhất là sự phát triển của đất nước. Thì hôm trước có cái nick của thằng cái gì hỏi thì chứng minh Việt Nam phát triển nhờ như thế nào. Bây giờ mình cũng xin nói kể cả thằng Kiên Giang có biết Việt Nam phát triển, tụi nó nói là biết phát triển chỗ nào. Thì bây giờ xin trả lời ngắn gọn này, hãy hỏi Tổng thống Mỹ, hãy hỏi nước Mỹ. Trong khi Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, vẫn chỉ nhận mình là một nước đang phát triển, nhưng Mỹ và một số nước đã đưa Việt Nam ra khỏi nước đang phát triển mà phải nâng tầm là nước Việt Nam là nước phát triển. Thì đó hỏi mấy anh Kiên Giang hay là những cái thằng hôm trước nào đó thắc mắc cái chuyện Việt Nam phát triển hay không, đó hỏi Mỹ đi, hỏi mấy cái nước kia đi, chắc hỏi là chứng minh nhiều. Còn nó phát triển hay không thì phải so sánh thế này. Trước năm 75 ở miền Nam thì bây giờ nhiều người cái thời đó bây giờ vẫn còn hồi tưởng, vẫn còn ảo tưởng rằng Việt Nam thời đó huy hoàng lắm, thế này thế khác lắm. Nhưng mà thử hỏi này, năm 75 vào có cái hàng hóa nào mà made in Việt Nam Cộng Hòa không? Hay là từ cái tắp xỉa răng tới cái bàn chải đánh răng, tất bật từ đầu tới chân hàng từ Mỹ cung cấp qua. Năm 75 sau giải phóng vào thì tiếp quản miền Nam, thử hỏi nền kinh tế miền Nam lúc đó có được cái gì? Nói không có thì không đúng, nhưng mà đáng giá được bao nhiêu? Được cái hãng ở miền Nam thì được có mấy cái hãng sơn, mà hãng sơn thực chất đó là cũng của người Ba Tàu, và trong đó có một số cơ sở là của cách mạng. Rồi vài cái cơ sở nhà máy dệt cũng là của tư nhân, nó không thấm béo gì hết, chỉ cần Mỹ cắt viện trợ một phát là khốn đốn. Còn Việt Nam bây giờ hàng hóa Việt Nam ngay tại Mỹ này, ngay tại Mỹ chúng tôi đang sống này, hàng hóa đầy, từ cái tăm xỉa răng, cái đôi đũa, và nhất là cái ngành hàng hóa chủ yếu là made in Việt Nam, từ Việt Nam xuất khẩu qua vào tất cả cái chợ ở Mỹ này này, chợ ở châu Á này. Tại sao tôi nói chợ châu Á mà không nói chợ Việt Nam? Tại vì ở bên Mỹ này hầu mới có cái chợ Việt Nam, hầu như là chợ của người Tàu, rồi người Việt mình vào thuê kiosk ở đó để mở, chứ không có cái ông nào mà ở làm chủ. Làm mạng của bên Mỹ yếu hơn cả mạng của đại của thằng Mỹ. Thế là Việt Nam. Không, em đang làm cái này à. Anh Bình Tâm ơi, sẵn đề nghị anh kiến nghị với tụi chính phủ Mỹ nha. Việt Nam chuẩn bị bán 5G của Việt Nam mà qua. Nghe lại chưa? Mỹ mua quá. Nghe lại chưa?
Vâng, alo, nghe lại chưa? Vâng, anh chia sẻ đây là nghe cũng được. Đang nhân tiện nói về mạng thì đúng, mạng ở Mỹ bọn ba que hay nổ, cho thực tế hàng ở Mỹ khổ lắm. Mỗi lần mà đi vô trong siêu thị, đi vô trong chợ, thậm chí nhiều khi vô trong phòng ngủ mát sáng không nghe được. Khổ lắm. Trong phần bầu cử, bởi mình nói bầu cử, mình nói tiếp là bầu cử thì có mấy bài học mấy đồ nó nói là ở Việt Nam thực hiện bầu cử không có dân chủ, đảng cử dân bầu. Mà nó nói nhưng mà nó không nghĩ lại. Ông Mỹ cũng ông Mỹ không đảng cử cho dân cử được đâu. Ông Mỹ thì cũng phải Trump, cũng phải đảng Cộng Hòa cử, đề cử đảng dân chủ thì cũng ông Biden cũng phải đảng dân chủ cử, chứ nó làm gì có dân thường ngoài mà đề cử lên được. Nó không thả ra cái gì Việt Nam nữa, ông ơi. Còn hẳn nói cái chuyện Việt Nam đảng cử, ở Mỹ đó không đảng cử, ai cử. Cái thằng dân thường không thể đảng lên ứng cử coi nó được không? Nó cử lên nó mà hai bên tuổi qua còn chửi nhau, hai bên đứng chửi nhau cua cả cái chợ, hai ông đứng hai bên chửi nhau như là cái đồ chờ tờ trẻ con chơi, đứng chửi bởi nhau, chửi bóng bươi móc bươi qua lại hay ho gì đó. Có mấy nó coi chạy chửi tôi là tôi muốn mua nên tôi nói tôi muốn mua, tôi chấp nhận, bởi vì ai tốt thì tôi mừng chứ, đúng không? Còn thứ hai, tôi cũng là Mỹ, tôi không có cực đoan như bọn đó, không. Cái gì Việt Nam được tôi ghi nhận, cái gì Việt Nam chưa được tôi góp ý. Góp ý cho nó trong cái phần. Chứ tôi không có như mấy ông. Mấy ông cái Việt Nam đó được thì mấy ông xuyên tạc. Cái Việt Nam chưa được thì từ hình đi ống rửa thành bẩm chắc. Mà cái vũ vực mấy ông xuyên ngô lộng yêu nước, yêu nước không có cái chịu đó. Yêu nước là phải hạt chế những cái gì Việt Nam thành đạt, làm thành công. Tôi mới phải cảm thấy tự hào. Còn cái gì Việt Nam chưa được, mình có cái kế sách gì hay thì mình góp để mình đóng góp một cách chân thành, không muốn những cái hành vi, những cái hành vi của một số cá biệt thành một cái bản chất của một cái chế độ. Nói thử với nước, mấy ông nói đi nói lại cuối cùng ông cư chế, cuối cùng ông cũng chỉ muốn thay đổi thể chế la nguyên đa đảng. Ông có thấy những cái la nguyên đa đảng của cái nước bên cạnh không? Đa nguyên đa đảng nhiều nước đó kìa, đa nguyên đa đảng mà nót be nét bét nữa kìa. Rồi hôm trước có cái thằng nói là thằng Jason Nguyễn, tôi hãy đổi là Jason Nguyễn, thằng Jason Bùi, tức là Jason Bùi, là nó nói là Việt Nam chê Việt Nam là chi phí chống Covid ít, nó không chi phí nhiều luôn. Tôi hỏi mấy ông, chi phí nhiều mà để cho người ít nhiều thì cũng ít chứ, trong khi Việt Nam chi phí nói là ít chứ thực chất là không ít nha. Tại vì chi phí ở Việt Nam bao gồm này, cách ly tập trung, ăn uống, chi phí xét nghiệm, khám nghiệm và chi phí điều trị. Cái đó nó đâu có lòi ra mấy ông, nó có biết đâu mà ông nói là chi, người ta đâu có thống kê cái đó. Mà cái quan trọng là người Việt Nam được cứu sống nhiều, cái tỷ lệ chỉ người tử vong chỉ mới giới hạn 35 người cho cái đợt bùng phát thứ hai thôi. Mà ông có thấy không? Thế giới chỉ có Việt Nam chi phí ít, mới là chi phí ít. Nhưng lần thứ hai với cái bùng phát mạnh như vậy mà người ta rất tập tắt đến bây giờ. Còn mấy ông nói là bưng biết làm sao. Có tôi biết mà. Bưng biết làm sao mà trong cái thời gian bùng phát lại thứ hai người ta cấm cửa, người ta đóng hết. Mà bây giờ người ta thả ra hết khi mà nó đã ổn định, nó không còn dịch. Người ta đã kiểm soát hoàn toàn được. Bây giờ thỉnh thoảng có vài ba ca nhỡ là từ người nước ngoài nhập cảnh về thì người ta kiểm tra ngay tại bệnh trường, phát hiện là người ta cách ly ngay. Còn trong cộng đồng thì đã mấy tuần rồi không còn nhỡ. Và các cái bệnh nhân cuối cùng gần như cũng đã xuất viện rồi. Thì làm sao gọi là mấy ông giấu? Mấy ông nói giấu? Mấy ông nói thì có cái suy nghĩ đã. Đấy là tôi nhắn tin cho thằng Kiên Giang và những kẻ em còn có cái thay coi cái thành công của Việt Nam thành một sự tốt tối đó, thì những cái cực đoan mà nói vậy, nó vỗ ngực nói là yêu nước, yêu nước mà ông phải tự hào được cái thành đạt, cái thành quả, cái thành công của Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Ông đừng, mấy ông đừng tức tối được, ông đổi trắng thay đen thì đừng có vỗ ngực
cũng yêu nước, ông yêu cái kiểu gì, các ông yêu kiểu đó. Còn có một số thành phần, tôi chỉ cách là cách một số thành phần ở trong nước thôi. Mà đây thì tôi cũng có rút ra được một cái nhìn thấy của mình là những kẻ ở trong nước mà đi ngang những cái địa bọn lừa gạt bố tà bất tượng, bố tà bất tướng ở bên này, đúng không? Cái thằng như thằng tột đang chơi, cái thằng họ nhất là ở Đà Nẵng, tôi rồi cũng biết là dân quê tôi cây gốc ở Quảng Nam Đà Nẵng, nhưng mà cũng rất là buồn. Hiện nay trên mạng có 3-4 thằng là người Quảng, đó là thằng Nguyễn Hoàng, thằng Tân Thái, thằng Nguyễn Hoàng, Tân Thái, có mấy thằng nó cũng ở bên này, toàn là những thằng bất tài bất tướng, mà lại những cái kẻ ở trong nước lại đi nghe những nó, trong khi lại không đi nghe được một cái tổ chức đảng mà đã thành công, một cái đảng mà đã lãnh đạo đất nước thành công 70-80 năm nay rồi, đưa một nước Nam từ một nước không có chính quyền, chính quyền thuộc Liên Hiệp Pháp, có nghĩa là chính quyền của đô hộ Pháp, dành chính quyền về tay nhân dân, mà đến bây giờ đất nước phát triển, sau đó thì đánh thắng ngoại xâm, đánh thắng bình tướng, rồi đến bây giờ thành công trong phát triển kinh tế, thành công trong chống dịch Covid. Các ông đi tin, các ông lại đi tin đi nghe những cái thằng bất tài bất tướng nó trốn được ở bên nước ngoài, mà ngay cả ở bên nước ngoài chúng nó cũng đâu có làm được việc gì đâu. Những cái người thành công ở bên Mỹ này, ở nước ngoài, người ta không có rảnh đi làm những cái chuyện đó, không có đi, họ không đi tuyên tiền xuyên bạc như vậy đâu. Những người thành công bên Mỹ là người ta có thể là đầu tư về Việt Nam, và hàng năm người ta cũng về Việt Nam để hưởng thụ, để ghi nhận những cái thành quả, những cái phát triển của Việt Nam. Và khi quay lại nước ngoài, người ta không có luận điệu xuyên tạc như mấy ông. Tiếc là ở trong nước Việt Nam hiện nay có không ít những kẻ mà theo tôi toàn là những kẻ khóc rằng mình nghèo, mình thế này thì kia, tới bã bởi vì mình bất tài. Thì không có thành công, mà đã không có thành công với chính mình lại đi đổ chế độ. Rồi hôm trước tôi nghe thằng Kiên Giang nói cái chuyện là thất nghiệp và việc là chúng tôi đang ở Mỹ này, Kiên Giang này, nói cái gì hôm trước tôi nghe ông nói với bên lái chim của Joe này, Joe nó bẻ ông phải cứng họng, ông cái nào ông phải mở ra đi, ông đang ở trong nước có những mặt nào đó chưa hạn chế, đồng ý, nhưng cái đó nhà nước không chủ trương, cái đó là một số hiện tượng, một số hành vi, một số xảy ra ngoài ý muốn, ngoài chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Nó phải ghi nhận cái điều đó. Chả có chính sách đảng nhà nước nào muốn cho dân thất nghiệp, muốn cho dân không có việc làm, muốn cho dân nghèo. Cũng như một số cán bộ có hành vi lợi dụng chức quyền, cái đó đảng và nhà nước cũng đâu có chủ trương gì đó. Mà hiện nay đảng và nhà nước đã chủ trương cũng đang làm, đang xử lý, phải ghi nhận cái điều đó. Không có cái luật pháp, không có cái đường lối của đảng nào, mà không có cái chủ trương chính sách của chính phủ nào để che chở cho những cái hành vi lợi dụng, lạm dụng, gây hại cho nhà nước, cho nhân dân. Nhà nước đang xử lý, về mặt đảng, đảng xử lý mặt đảng, về mặt chính quyền, chính phủ đang xử lý. Cái đó mình phải ghi nhận. Còn xử lý có triệt để hay không, nói chắc cũng đâu có phải một lúc mà làm được, cũng hết người này mới đến người khác, phải có đủ chứng cứ, phải xử lý là phải theo pháp luật. Bên Mỹ này cũng vậy thôi, cũng có xử lý nhưng mà cũng có sai sót, cũng có lọt tội phạm, cũng có chuyện này chuyện kia. Các ông đừng có ảo tưởng đâu đang ở Mỹ. Còn những kẻ nào nói tôi ở Mỹ tôi bưng vô, tôi nói rồi, cái mặt nào Việt Nam đã được tôi ghi nhận, tôi tự hào. Đương nhiên cũng có cái, có những mặt cũng còn chưa thỏa mãn thì cũng có chút buồn chứ.
nhưng phải tin vào cái sự xử lý của nhà nước, tin vào chủ trương đường lối chính sách, đừng lấy một những cái hành vi đó trở thành một cái bản chất của một cái thể chế của một nhà nước. Cũng như tôi trong suy nghĩ tôi có nghĩ thế này, trong các cái live stream của các anh em hay nói các nhà đấu tranh, tôi không ghi nhận đó là các nhà đấu tranh. Bởi vì sao? Đấu tranh thì có hai chữ, chữ đấu thì muốn đấu lại thì phải có lực chứ, đúng không? Mà lực thì bao gồm cái gì? Lực là phải có lý tưởng, phải có đường lối, phải có quân, có đồ. Thì những các cái nhà bên này lực ở đâu ra? Có cương lĩnh, có đường lối, có đảng, có rõ ràng hay không? Hay chỉ là dùng chính sách xuyên tạc, bép mối chính sách để làm được? Nó có một đường lĩnh, cương lĩnh, đường lối nào đó. Đảng Việt Tân thì ai cũng rõ cái bản chất đó rồi, đúng không? Thì lấy cái gì để mà đấu? Lực đâu để mà đấu? Thế còn tranh, tranh thì phải có tài. Anh muốn tranh với người khác thì anh phải có tài hơn người khác. Anh muốn tranh giành quyền lực thì anh phải tài hơn người khác. Bây giờ có thử cân đong đo đếm thử, có cái thế lực nào, có cái tổ chức chính trị nào để cho người dân Việt Nam tin tưởng hơn cái đảng Cộng sản đang cầm quyền ở đây? Ba tôi tục đoan và những người chính trị làm một cách cân đo đếm thì bây giờ có cái nhân lực nào, có cái đội ngũ lãnh đạo, người lãnh đạo nào để cho ông đủ tin tưởng? Ông cần thống kê xem, ông đưa ông hay là ông Trọng Ben đi trồ ra, hay ông đưa Tân Thái mà tôi hay gọi là Tân Thủy ra, hay ông đưa thằng đất lửa đảo đào mình cũng nào, ông thử đưa đây coi, ông cân đo đong đếm thử. Ông có ra, nếu mà đặt cho ra tin, ông có đặt ra cái trường hợp để lựa chọn thì ông có dám tin tưởng chọn những cái mặt gương mặt đó để đứng không? Có dám đặt vật với phụ huynh trưởng không? Có đặt vào Ngô Kỷ không? Tôi không gọi Ngô Kỷ, tôi gọi Ngô Kỷ. Tôi nói là Ngô Kỷ, tôi không kêu Ngô Kỷ. Thì bây giờ những nhà thì cho nên là anh em đừng gọi đó là những nhà đấu tranh. Những nhà đó cũng đáng là đấu tranh đâu. Lực đâu mà đấu, ai đâu cân xem đâu nên mà tranh, đúng không anh? Còn ai đó có nói tôi thì với tôi lập trường vẫn rất là kiên định ở cái chỗ, dù tôi ở nước ngoài, công việc tôi có này, nhà tôi đang ở tiệm neo này, ngoài tiệm neo tôi nhà cũng có nhà có cửa có xe cổ cho, còn thậm chí phải làm phải cai đen. Bên Mỹ nó khác, ở Việt Nam này làm chủ bên Việt Nam sướng lắm, hầu như chỉ lo cái mặt kế hoạch thôi, ở bên này gọi là plan thôi, còn sau đó ở dưới đó là có lực lượng, có công nhân, có cái lực lượng dưới làm, mình trả lương, mình chỉ đạo chỉ huy thôi. Nhưng bên này phải làm chủ, cũng là một người công nhân luôn, là một người phải bỏ công sức ra mà trực tiếp mà làm. Thấy đó, như John ấy, John McRoy đó, về hưu đó, bây giờ đi mở công ty xây dựng cũng phải còng lưng đi mua sắm, mua đồ trời phải còng lưng nó mà làm. Hoặc là Justin Nguyễn ở đó, tiểu bang Pennsylvania cũng vậy, cũng một chủ thầu xây dựng nhà cửa, làm một lúc 4-5 cái công trình đó mà vẫn phải nai lưng đi sớm làm, và một ngày thứ bảy chủ nhật cũng phải làm. Đó là một thực tế, chứ các ông đừng nổ năng ở bên Mỹ sướng làm chủ đó. Tôi nói là làm chủ thôi, chứ nó là có nghề nghiệp, có thu nhập hẳn thôi, chứ đừng nói những người để làm công ăn lương mà. Còn tôi vẫn hay nói này, đừng có thấy bên Mỹ nhà xe nhiều, mà chúng tôi ở đây vẫn nói với nhau ở ngoài đời. Đối với người châu Á chúng ta, mà người nói chung, mà chúng tôi ra đường nhiều khi cũng cảm thấy tủi thân lắm. Ở bên Mỹ này, ta cứ gặp người da vàng tóc đen, nó có nói Việt Nam đó, mà chúng tôi đã từng bị nghe nó chào, nhiều người ở thân thiện họ chào, cái bình thường nó chào tiếng Anh, nhưng mà thỉnh thoảng nó thấy người châu Á nó cũng chào, tóc đen da vàng nó cũng chào, nó toàn chào nhỉ hảo, có dễ dàng không? Nhiều lúc tôi phải nói lại, chào người Trung Quốc, đúng rồi, nó cái nhỉ hảo,
nhiều khi tôi cũng điên, tôi cũng tây mình giận lắm chứ, thấy tội lắm. Tôi phải nói lại liền, I'm not Chinese. Tôi phải nói là I'm not Chinese, I'm Vietnamese. Lúc nó mới ok. Chứ không hầu như tôi khi ai gặp chào vì bằng tiếng Việt Nam, xin chào, mà nó cứ nỉ hảo, nỉ hảo. Bởi vì thật ma. Bởi vì thực tế là cái ảnh hưởng của người Trung Quốc bên này rất nhiều, và cái người Trung Hoa bên này rất là nhiều. Các cơ sở kinh doanh chợ búa hầu như là của người Hoa. Thế mình cứ đánh đồng người Hoa hết. Không phải như người Việt mình là còn nhìn mí mắt, nhìn cái khuôn mặt còn có thể đoán đoán là người Hàn, người Trung Quốc, người Việt này được. Cái bọn Tây nó có biết, bọn Mỹ nó biết, nó cứ thấy da vàng, tóc trắng, đen là nó cứ nỉ hảo, nó nhớ. Bị hoài, tôi bị hoài, tôi cứ phải sửa lại hoài. Tôi cứ phải nói, I'm not Chinese, I'm Vietnamese. Nó cứ phải đi sửa vậy. Từ cái thực tiễn ở ngoài mà nó ảnh hưởng đến trong cái suy nghĩ của người Mỹ da trắng này. Bởi vì các cái khu chợ năm phong giữ diễn đàn này nhé, anh xuống mở cửa cho cứ các cơ sở kinh doanh lớn hầu như tập trung vào của người Hoa. Người Việt mình có buôn bán thì cũng đi thuê lại các cái gian hàng của nằm trong cái khu chợ, trong cái khu thương mại của người Hoa, cho hầu như ít có cái khu thương mại riêng biệt của người Việt. Chính vì vậy cho nó là ảnh hưởng rất lớn trong cái suy nghĩ của người Mỹ da trắng và người Mỹ da đen. Nó cứ thấy người Việt đồ da vàng da đen nó cứ chẳng như vậy. Đó là một thực tế. Mấy ông ba quê cực đoan thì phải thấy điều đó đấy. Tôi nói là chính xác vì tôi đang ở Mỹ. Tôi cũng muốn lên lắm nhưng mà lên ngay chỉ là nó bởi vì công việc và thời gian nó không có rảnh đổi như các ông. Rồi các ông lên cái nổ này nó cứ chúng ta không còn một phần lòng mà tôi cũng thương các ông mà có chuyên tạc chống phá Việt Nam thì cũng có cái khôn khéo của mấy ông. Các ông càng chuyên tạc thì nó càng phản tác dụng, bởi vì ông chuyên tạc một thực tế nhưng mà người dân khi về tới người ta thấy một điều hoàn toàn trái ngược các cái lời chuyên tạc của ông thì cái tác dụng nó phản ngược lại. Đó là lời khuyên đó. Tôi thì bởi vì công việc thì nên là cũng ở cái vị trí ở lúc thời gian cũng không có thuận giống cái buổi diễn đàn của anh em. Rồi công việc ở tại cái chỗ thì người luôn luôn có người, cho nên hôm nay thì tôi thì nó cũng với cái khách thì cũng ra xe ngồi cho tôi không vào tôi công tiện thì tham gia với anh em chứ. Nhiều chuyện muốn nói lắm, tại vì thời gian nó cũng không có cho phép. Cũng nói nghĩ tới đâu rồi nói tới đó cho nó cũng cứ theo cái chủ đề của cái nào. Tôi cũng có dân vô chuyện với nó, nhưng cái việc bầu cử này tôi cũng nói thêm một chút cái chuyện bầu cử này. Như hồi nãy tôi đã nói rồi, có nhiều người, nhiều bác que cực đoan vẫn nói là Việt Nam thực hiện theo cái chủ bầu cử không dân chủ đó. Tức là đảng cử cho dân không được cử, bên Mỹ này cũng vậy. Cứ nhắc lại là bên Mỹ này chả có ông dân nào được nhận cử đâu. Đảng nó cử. Ở Việt Nam còn dân chủ hơn, mặc sau khi đảng cử thì còn đưa danh sách để tổ dân phố để họp tổ dân phố như anh Vương. Ở đây ở Việt Nam không có đảng cử, anh tự ứng cử cũng được, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu và những người tự ứng cử. Vâng, thì nó là chính xác vậy. Cho mình nói thêm, ở Việt Nam còn có cái công tác gọi là nghiệp chung đem xuống vào tổ dân phố. Tổ dân phố được công khai tên tuổi dân tính những người ứng cử đề cử, sau đó rồi đọc lý lịch quá trình công tác này kia để người dân còn tham gia có đóng góp, sau đó ra phường phường hiệp phương rồi lên quận rồi lên tỉnh hiệp phương để những ai đủ tiêu chuẩn thì giữ lại tiếp tục gom danh sách lại đưa lên ngày bầu cử. Ở bên Mỹ này hoàn toàn mọi người cử tri không hề được những cái động tác đó. Chỉ có ra các cái khu chợ nó cắm bản là có ông này này, có tên của nhà ông này bị bầu trong này ông kia vậy đó. Nó còn cổ không biết rồi, nó cứ cắm những cái bản này ở bãi cỏ hoặc là những cái tấm bản nhỏ nhỏ cắm các cái khu chợ, khu thương mại rồi anh mang đọc cái tên với tuổi, cái số điện thoại trước rồi. Nó hoàn toàn không có những cái bước như vậy. Rồi có người bầu, rồi ai bầu thì bầu, không bầu thì thôi. Trong Việt Nam là bầu, nếu có sức khỏe thì đến điểm bỏ một quả phiếu.
không có đến ngày bầu cử không đủ sức khỏe vì cái tổ bỏ phiếu còn mang tình phiếu đến tận nhà cho những người già yếu tham gia bỏ. Đó là cái quyền cử tri, đó là cái quyền dân chủ cho tầm bò chỗ nào. Còn bên mạng như này thích ai bầu ổn bầu, không thích thì thôi. Thành ra cái tỷ lệ bầu này cũng như là cái bầu kiểu bên Mỹ này gọi là ngày 3/11 nó cực chất đã bầu mấy tháng ngày rồi, bầu bằng nhiều anh Đức. Trong đó có hình thức gửi thư, như hôm qua tổng thống Donald Trump nói tổ là thư gửi đi thì không hủy đi, bỏ đi. Thì cái kiểu đó nó có hợp lệ, nó có cái tỷ lệ bầu nó có chính xác hay không. Tôi nhìn tổ là có người bỏ tới 2 phiếu, 2 lá thư. Tự hỏi là cái cách quản lý bầu cử, cái tổ chức bầu cử như vậy ở Mỹ nó có chặt chẽ, nó có minh bạch hay không? Đó.